Vâng, sư đỏ đỏ xin kính chào các bác. Thì hôm nay em lại xuống cái kho loa B3 G212 của em. Đấy. Thì hiện tại theo số lượng mà em vừa nhìn ở đây, sơ bộ đây, thì em nghĩ chắc cũng tầm khoảng độ là 30 cặp vậy thôi. Cũng 30 cặp vậy thôi, không nhiều đâu. Em nghĩ là vậy đấy. Bởi vì thực sự cái thùng loa nó rất là lớn. Thùng loa này nó thùng loa mới tinh là nó rất là lớn. Cho nên là những nó không được nhiều. Nó cũng không còn được nhiều. Thì đây là cơ hội để chúng ta sở hữu những cặp B3 G212 hàng mới chính hãng nguyên thùng, với cái giá thành của nó là 14 triệu các bác nhá. Miệng bác nào mà đang còn lăn tăn này thì chúng ta phải nhanh tay sở hữu. Thì nếu chúng ta để ý một cặp B3 G212 như thế này, nếu các bác mua hàng bãi bây giờ thì giá của nó trên thị trường hiện tại bây giờ đang là 11 triệu. Không tin bây giờ các bác cứ lên mạng trang là biết. B3 WG212 thì hiện tại bây giờ 11 triệu. Đó là còn chưa biết là hàng còn zin hay không, hay là còn đẹp hay không, là hắn như thế nào, là ông nào buôn bán uy tín thế này đó. Từ khi chúng ta còn mua bả phải mấy cái thằng mới bắt đầu vào nghề bán lừa để bán không dập phay luôn đó, thì chúng ta lại mất trắng 11 triệu. Trong khi đó bây giờ các bác mua G212 hàng mới nguyên thùng ở chợ chúng em đây. Hàng mới nguyên thùng chúng ta không phải lo là đẹp hay là gì nữa rồi, đúng không ạ? Bởi vì hiện đang nguyên phong hết này. Đây đang nguyên phong nguyên chính hãng đây. Thì chúng ta phải bỏ ra chỉ 14 triệu, là cao hơn 3 triệu các bác nhé, cao hơn 3 triệu thôi. Thì chúng ta sẽ được sở hữu một cặp B3 G212 hàng mới nguyên thùng chính hãng 100%. Và sẽ được bồi thường tới, các bác biết bao nhiêu không? Tới 100 triệu. Bồi thường tới 100 triệu nếu một trong những ai đó mua cái lô loại G212 này của em, B3 này của em, mà các bác đưa đi thợ hay đưa đến hãng để đâu mà chứng minh được đây là hàng fake, hoặc là hàng nhái, hoặc là hàng làm lại, hay là hàng cũ, hàng gì đó, các bác sẽ đến và có ngay 100 triệu đem về các bác nhé. Em khẳng định các bác luôn. Và đây là cái lời em nói luôn luôn nói các bác, kể cả những cái lô trước cũng vậy. Em đang đăng luôn chiêu giải 100 triệu cho những ai mà chứng minh được. Chúng ta không cần hỏi khi chúng các bác mua hàng ở nơi Xuân Túc Đỏ, các bác không cần phải hỏi cái loa này có phải loa xịn hay không, hay là loa này có phải là loa hàng 1 loại 2 hay gì đó. Em sợ không cần giải thích nhiều, các bác cứ in đi. Các bác không có tiền, các bác cứ in lặng mà mua. Mua xong những cái gì em đã nói, em cam kết trong cái video này, các bác cứ thế thực hiện. Ông không, các bác không phải hỏi, bởi vì các bác chứng minh được các bác có tiền mà tội gì. Các bác in để cho hắn, cái thằng số đất đỏ hắn bỏ hàng láo vào đây, mình về mới có 100 triệu, tội gì. Trong khi đó không mất đồng nào, rất là sướng các bác nhé. Tặng cho cái đôi loa mà các bác chứng minh được về mà cho con nít chơi luôn. Đấy, vậy là các bác được rất là nhiều tiền. Cho nên các bác mua hàng ở Xuân Túc Đỏ, các bác không cần phải hỏi những cái câu đó, thực sự rất là thừa thải các bác nhé. Đấy, còn nếu ví dụ hàng như thế nào mà em sẽ nói rõ ràng từ đầu, các bác cứ thế mà yên tâm. Và bây giờ em sẽ xin khui thùng. Hôm trước là rất là nhiều người được xem video em, nhưng mà chưa được xem em cách em đã đập hộp một thùng nguyên này như thế nào. Thì hôm nay em sẽ đập hộp một thùng nguyên cho các bác xem. Một đập hộp một thùng B3 G212 hàng mới nguyên thùng, đang còn niêm phong của hãng đây, niêm phong bằng móc đồng, bằng kim đồng hết. Và toàn bộ cái băng keo này nó không phải băng keo dai và băng keo bình thường bác nhé, nó là băng keo lụa. Bên trong đây nó có những cái sợi đây này, các bác nhìn này, nó như cái này đấy, các bác nhìn thấy không, cái sợi dọc này, cái sợi này là sợi thủy tinh các bác nhé, sợi thủy tinh để gia cố cái băng keo và hoàn toàn nó không bị rách ra ngoài đấy, nên là yên tâm. Trên thùng á thì em cho các bác xem luôn. Một mặt bên này thì nó ghi thông số chúng ta là B3G212, B3Tia, Pros, cái gì đấy, tiếng Anh không đọc được đâu. Đọc hơi kém các bạn ạ. Hồi xưa đi học toàn là tiếng Anh phải điểm may vừa qua môn thôi. Và đây là thông số, đây này, kích thước này. 396 x 396 x 600, gọi là ngang rộng. Đấy, ngang và rộng. Và trọng lượng của nó là cái loa là 23 kg, cả thùng là 27 kg các bác nhé, nguyên thùng là 27 kg một thùng này. Và bây giờ các bác sẽ đợi em gắn cái máy cố định, em sẽ mở hộp cho các bác xem nhé. Bên trong một thùng loa hàng xịn chính hãng, khi hàng xuất đi thì nó sẽ gồm những cái gì các bác nhé. Các bác đợi một chút. Đây, để mở được cái loa một thùng loa mới như thế này thì bắt buộc chúng ta phải dùng một cái tua vít hoặc một cái kéo, mũi kéo để chúng ta cạy những cái ghim bằng đồng này ra các bác nhé. Đây, chúng ta sẽ cạy cái ghim bằng đồng này ra. Bên này còn có cái ghim nữa, em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Chúng ta phải cạy toàn bộ ra. Nó sẽ có rất là nhiều ghim. Đấy, và cạy rất là khó, nó không phải dễ đâu các bác ạ. Đấy. Một cái này em sẽ là bao nhiêu cái nào, họ bắn bao nhiêu cái đây. Một này.
rất là chắc. Hai này. Wow. Ba này. Cái này là hàng fake, không bao giờ có các bác nhé. Hàng fake không bao giờ có, và kể cả cái băng keo của băng fake cũng là hàng băng keo giấy bình thường thôi, hoặc là băng keo bóng thôi, chứ không phải là cái băng keo lụa, băng keo sợi tinh thế này. Hàng xịn thì nhiều, rất là chắc chắn. Bốn là đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 5 rồi. Vậy chưa là 12, 12 cái kim, 6 này. Chưa là 12 cái kim các bác nhé. 12 kim đấy. Nó khó. Đấy này. Wow. 12. Thật là 12 cái kim các bác nha. Đây, tổng cộng là 12 cái kim. Đấy. Cóc được ra rất là mệt. Rất là nhiều đấy. Chúng ta mở. Wow. Chúng ta mở ngược rồi các bác ạ. Chúng ta mở ngược thủng rồi. Đây là cái đít rồi, không phải cái đầu. Cái đầu nó nằm ở dưới. À, bây giờ em sẽ mở ra và có trong bên dưới sẽ có một cái tờ giấy của hãng các bác nha. Em mở cái này là trước. Đây, cái mút này. Cái thùng của hãng B3 á, thì họ làm một cái mút mềm. Đấy, cái mút này là mút mềm này. Thì cái mút mềm nó đàn hồi rất tốt. Đàn hồi rất tốt. Cái khi vận chuyển bưu điện mà em không sợ đâu. Còn của hãng B3, à, của hãng BBMB 5, ví dụ 5000C á, thì họ làm bằng cái xốp. Xốp cứng các bác nha. Xốp cứng nhiều khi họ quăng cái xốp vỡ luôn đó. Thì cái xốp của đồng B3 này thì nó làm kiểu này thì mọi em chịu bưu điện thế yên tâm hơn. Nó đàn hồi hơn ở này. Rất là đàn hồi. Đấy, đàn hồi đó. Nên là yên tâm hơn, sướng hơn. Nên là em cứ bưu điện hàng B3 này không sợ. Wow. Đây. Thì đây cái khi mà do là em mở ngược thùng các bác ạ. Cho nên là cái khi mình mở ra thì cái túi này, cái túi mà của hãng này nó nằm ở dưới. Đấy. Đúng ra khi chúng mở ở trên thì cái này nó sẽ nằm đầu tiên. Thì cho bà chúng ta sẽ nói về cái này trước nhá. Chúng ta nói về cái này trước đi. Thì bên trong cái túi này hãng B3 thì họ quan tâm hơn hãng BMB một chút. Đấy, BMB thì họ không quan tâm đến khách hàng nhiều bằng, bởi vì sao? Bởi vì là họ không hề tặng cho chúng ta cái tắc nhiều chích như này. Chúng ta phải mua các bác nhá. Còn hãng B3 á, thì mỗi một chiếc loa, các bác nhớ, mỗi một chiếc loa cái khi các bác mua thì họ đã tặng cho chúng ta một cái tắc nhiều chích này rồi. Đấy, một cái tắc nhiều chích của hãng luôn. Thì cái chúng ta không phải mua thêm nữa. Chúng ta cứ mua loa là trong đây đã có sẵn rồi, và cứ thế lấy ra dùng thôi. Không phải xin, cũng không phải mua thêm làm gì cho nó mệt các bác nhá. Còn bên trong đây thì nó cho chúng ta đây. Ba thứ. Đây là một cái key phiếu để mà chúng ta gọi là kích hoạt bảo hành của hãng. Thì phải đây. Trong đây là có thời gian này. Đây là những cái gì đây? Nói chung là em không rõ. Trong đây họ ghi cả thông số gì này. 2012. Nói chung là không hiểu các bác ạ. Không hiểu. Đấy, em chỉ biết được cái mẫu là cái Sigma gì 212 này. Đây là từ tháng 3 2019 là sao nhỉ? Chung là cũng không hiểu cái này các bác. Họ cho chúng ta một cái tờ này. Tiếng bên này tiếng Khựa, và bên này là tiếng Anh. Thì B3 với BMB lại BMB nó giống nhau các bác nha, đều sản xuất bên Trung Quốc, nhà máy của Trung Quốc. Chứ các bác đừng có hiểu nhầm là nó nằm ở khác nha. Còn các bác để ý này. Đấy, 3G Audio Technology. Đấy, code cái gì đây biết.
Thì các bác nên nhớ cho em đó, hãng B3, hãng B3 là 3G các bác nhá. B3 3G là một. Thì hiện tại cái nhà máy của B3 họ vẫn ghi, họ vẫn trong cái nhà máy họ vẫn ghi là nhà máy của 3G chứ không phải là nhà máy của B3 các bác nhá. Thì tất cả sản phẩm của B3 với 3G là một. Thì cái thương hiệu B3 này nó là thương hiệu sau và họ phát triển sau. Chính vì vậy những cái thông tất cả những đăng ký, những cái gì đăng ký kinh doanh, những cái gì của họ thì đều vẫn là 3G hết chứ không phải là B3 đâu các bác nhá. Nên mọi người cứ bảo là 3G với B3 nó khác nhau, không phải đâu, hoàn toàn giống nhau. Đây là một cái phiếu này là đây mới là cái phiếu đăng ký để mà kích hoạt bảo hành các bác này. Đây thì cái phần này chúng ta sẽ cắt ra, sẽ xé ra đây. Chúng ta sẽ xé ra và chúng ta điền thông tin của chúng ta đây và gửi qua hãng B3 để chúng ta kích hoạt bảo hành, nó giống y chang của BMB, không khác gì cả. Và cái phần trên chúng ta sẽ giữ lại. Cái phần trên chúng ta sẽ giữ lại và phần dưới chúng ta sẽ gửi đi. Đấy. Còn đây là cái sách hướng dẫn. Thực ra cái sách hướng dẫn này nó chẳng có gì để chúng ta xem cả. Nó chỉ toàn là đấu nối cái ấy thôi chứ còn không có gì cả. Nên là cái chuyện này là học những ai biết rồi. Không ai biết rồi. Đấy, cái vẽ cái hình loa đây. Đấy, rồi, xin lỗi. Để cho các bác xem sơ qua thôi nhé. Đấy, tiếng chung này. Rồi các dải tần đánh loa này, chúng thí nghiệm này. Đấy, các dải tần, đồ ăn vẽ ăn đây cho chúng ta biết ạ. Đấy. Kích thước loa này, cách treo này. Cách treo loa này. Đấy. Thực ra không chẳng có gì đâu các bác. Mà cái này đặc biệt là tiếng khựa hết nhá. Không có tiếng Anh đâu. Nó toàn tiếng khựa thôi. Đây và đây mới là cái nhân vật chính này. Đây là chúng ta sẽ vào xem. Thì cái loa đương nhiên nó sẽ được đóng vào bên trong một cái túi ni lông. Và chúng ta cần bóc ra. Cái này gọi là bóc siêu các bác. Bóc siêu này là siêu trong rồi, còn siêu ngoài chúng ta bóc rồi. Hơi khó, mình em có một tay, em cắn cho bác ạ. Đấy, em cắn nó dễ hơn. Có một cái mình em làm là có một tay thôi. Đây, wow. Bác nhìn nào. Nó sẽ sướng hơn rất là nhiều. Bởi vì thế này các bác ạ. Chúng ta bỏ thêm một số tiền ít thôi thì chúng ta được sở hữu một cái dòng loa mới tinh. Mới tinh thì chất lượng nó chúng ta sẽ an tâm hơn. Và chất lượng gần như đang còn nguyên 100%. Chúng ta có thể dùng thì rất là sướng các bác nha. Chứ còn chúng ta đừng có dùng hàng nhái thôi. Chứ còn chúng ta dùng hàng xịn thì chúng ta được sở hữu toàn bộ những cái gì mà hãng cho chúng ta. Tất cả những cái gì mà tinh túy nhất, nào nguyên bê vẹn hết, nào nguyên vẹn hết và chúng ta được hưởng hết. Còn nhiều người sẽ hỏi tại sao cái giá hiện tại bây giờ của B3 mà hàng chính hãng như cái bảo G212 này nhập vào Việt Nam thì hết bây giờ dao động tầm khoảng trên 30 triệu rồi đấy. Mà tại sao của em lại chỉ có 14 triệu? Thì em cũng chia sẻ các bác đấy, thực ra bọn em mua được, vẫn thẳng là bọn em là những người đi qua được cái đường tiểu ngạch. Và cái đường này gần như cũng không phải ai biết, các bác nhá, không phải ai cũng biết. Tuy nhiên là cái giá bọn em rất là tốt. Và đương nhiên bọn em đi nhiều đường lắm. Thì tồn ra ngoài đủ thứ cho thì đương nhiên là sẽ được cái giá tốt hơn. Và đã bọn em lấy được giá tốt thì bọn em sẽ để cho các bác giá tốt. Chứ cũng không hơi đâu mà lấy được cái giá thấp mà đem ra bán bằng cái giá của hàng nhập chính hãng về làm gì cả. Nó cũng chẳng cần phải như vậy. Chúng ta phải làm sao để mà được cái giá tốt nhất mà sở hữu để chúng ta được dùng hàng xịn mà giá rẻ là quan trọng các bác nhá. Thì các bác để ý một cái giờ một cái B3 hàng nhái này, B3G212 hàng nhái các bác mua bây giờ em nhớ không nhầm tầm phải 7-8 triệu là ít, 8 triệu là ít các bác nhá. Đấy mà chúng ta dùng một cái hàng gọi là búa đồ xùa hàng nhái thì chẳng có ai quản lý cả. Mấy ông gia đình bên Trung Quốc á, người ta tự làm các bác, người ta Trung Quốc họ tài lắm. Một hộ gia đình nhỏ thì họ có thể tự mua máy móc về họ làm được. Hay lắm. Đóng thùng này, làm loa này, hoàn thiện khi sản xuất cho Việt Nam thôi. Rất là hay. Còn hàng xịn thì nó sẽ khác các bác nhé. Hàng xịn nó có cả một cái hệ thống kiểm định rồi, chất lượng rồi, một cái thương hiệu của họ bao nhiêu năm đây. Nó khác hoàn toàn. Đấy thì nhà bác nào rồi. Thích cái loa này thì liên hệ em các bác nhé. Đây mặt sau em cho các bác đây. Có mình tay em này em không có nâng được. Đây là cái chỗ cắm nó chấm chân. Chúng ta hơi cắm ngược một tí này. Đấy, tem QC này, cái chất lượng này. Các bác nhìn này, cái tem của nó thế này này, tem mã vạch của nó như thế này này. Thấy không? Còn cái tem hàng nhái các bác để ý, cái tem hàng nhái cái mã vạch này nó to đùng à.
chứ không được như thế này đâu, cái nhìn đau nét đâu. Từng cái ốc các bác nhìn này. Đấy, nó dìn đét, sướng không? Rất là sướng các bác nhìn. Đấy. Nói chung là cái hàng mới thì nó vẫn sẽ có những cái khi sướng hơn. Thì những ai có nhu cầu đồng này nhớ liên hệ em các bác nhá. Giá là 14 triệu tại cửa hàng. Còn bác nào mà xếp xe thì em nghĩ chắc tầm hết 100 ngàn nữa, tỉnh phía Bắc thôi. Tỉnh 100 ngàn. Còn mà xếp vào phía Nam thì tầm 500 ngàn. Bác nhá. Bác nào mà muốn đem bao ship về 14 triệu 500 thì cái loa này sắp tới nếu mà còn ít thì có thể là em chuẩn để lại, em định gấp dép dàn, bởi vì thực sự dòng V3 cái cho tiết âm mic rất là hay, nên em chuẩn để gấp dàn thì số lượng cũng không còn nhiều. Những bác nào có nhu cầu dòng loa này nhớ liên hệ em các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào và tạm biệt.